Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 36, phẩm thập địa thứ 26, thứ 5 nan thắng địa. Bồ Tát nghe hạnh thắng địa này, nơi pháp hiểu ngộ tâm hoàn hỷ, trong không mưa hoa khen ngợi rằng: lành thay đại sĩ Kim Cang Tạng. Các vị đại Bồ Tát nghe xong diệu hạnh thủ thắng của địa thứ tư rồi, đối với Phật pháp càng thấu hiểu thâm sâu, hoàn toàn giác ngộ, thật là đều đại hoan hỷ. Do đó các ngài ở trong không giải xuống các thứ hoa báu, đồng thời cùng nhau vang ra lời khen ngợi rằng: lành thay đại Bồ Tát Kim Cang Tạng. Tự tại thiên vương và thiên chúng nghe pháp hớn hở trụ hư không, các phóng đủ thứ mây sáng đẹp, cúng dường Như Lai vui tràn đầy. Đại tự tại thiên vương và các thiên chúng nghe Bồ Tát Kim Cang Tạng nói diệu pháp địa thứ tư xong rồi, hoan hỉ hớn hở nhảy nhót ở trong hư không, khắp phóng ra ánh sáng rực rỡ, cúng dường Đức Phật Thích Ca và các đại Bồ Tát. Sự hoan hỉ vui mừng đó đầy khắp mười phương đại thiên thế giới. Trừ thiền thể nữ tấu âm nhạc, cũng dùng lời lẽ ca khen Phật, đều nhờ oai thần của Bồ Tát trong âm thanh đó phát lời này. Lúc đó thể nữ ở trên trời, các thiện nữ mặc đồ rất xinh đẹp, diễn tấu lên nhạc trời rất êm tai vô cùng. Họ nghe Bồ Tát Kim Cang Tạng diễn nói pháp vi diệu thâm sâu của địa thứ tư rồi, do đó vui mừng diễn tấu lên nhạc trời, dùng lời lẽ phổ vào ca khúc để tán thán khen ngợi Đức Phật và khen ngợi pháp vị này vô cùng tận. Đó đều là công đức tu hành của Bồ Tát cảm ứng, cùng với đại oai thần được gia bị của chư Phật mới hiện ra các cảnh giới đó. Trong âm thanh lời ca của các thiên nữ đó có những câu dưới đây: nguyện Phật xa xưa nay mới mãn, Phật đạo lâu xa nay mới được, Thích Ca văn Phật đến cung trời, bậc lợi trời người lâu mới thấy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất xa xưa về trước phát ra các đại thệ nguyện, trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp tinh tấn tu hành, mà nay mới viên mãn chính thức thành Phật. Tu hành Phật đạo là con đường rất gian nan lâu dài, mà hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng được quả vị Phật, viên mãn thành Phật, đã đến cung trời vì đại chúng nói pháp. Vị Phật lợi ích trời người này phải trải qua thời gian lâu dài mới thấy được Ngài, thật là một sự việc không dễ dàng. Cho nên đại chúng phải thiết thật y chiếu theo lời dạy của Phật, tinh tấn siêng năng tu hành. Biển cả lâu xa này mới động, Phật quang lâu xa này mới phóng, chúng sinh lâu xa mới an lạc, âm thanh đại bi lâu mới nghe. Biển cả vốn không động nhưng đã trải qua thời gian lâu xa, hiện tại cũng vừa mới động lại. Đức Phật cũng phải trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp thời gian tu hành mới có thể thành Phật. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy được quang minh trí huệ của Phật, hiện tại mới đại phóng quang minh. Chúng sinh cũng đã trải qua thời gian rất lâu dài chưa đắc được sự an lạc, hiện tại Đức Phật Thích Ca thành đạo xuất thế, chúng sinh cũng theo đó đắc được sự an lạc. Đã rất lâu rồi không nghe được âm thanh của Phật, hiện tại chúng ta lại được nghe âm thanh đại bi của Phật, dùng 8 âm thuyết pháp đối với chúng sinh thầy đều thấu rõ. Công đức và kia đều đã đến, kiêu mạn đen tối đều đã diệt, thanh tịnh cùng cực như hư không, không nhiễm thị pháp như hoa sen. Đức Phật đã viên mãn công đức đạt đến bờ Bồ Đà bên kia, tập khí mau bệnh, cống cao ngã bạn, đen tối vô minh, cùng với tham sân si phiền não tập tán của con người cũng đều đã trừ diệt, đoạn sạch hết. Đức Phật đã chứng được pháp thân thanh tịnh tự hào không nhiễm, do đó giống như hư không bao hàm vạn hữu, trí huệ của Phật vượt qua các thế giới, vượt khỏi ba cõi, giống như hoa sen tu sinh ra trong bùn nhưng không nhiễm bùn. Đấng Đại Mâu Ni hiện ra đời, ví như tu di hiện giữa biển, cúng dường dứt sạch tất cả khổ, cúng dường sẽ được trí trừ Phật. Đấng Đại Mâu Ni là danh xưng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật hiện ra đời giống như núi Đại Tu Di từ trong biển lớn hiện ra, khổ nạn của chúng sinh. Ai cúng dường Đức Phật thì người đó có thể diệt trừ được tất cả thống khổ. Nếu bạn hiểu được sự cúng dường Đức Phật thì bạn chắc chắn sẽ đắc được trí huệ của chư Phật. Chỗ này đáng cúng không gì bằng, thế nên tâm vui cúng dường Phật. Như vậy vô lượng các thiền nữ phát lời lẽ đó khen ngợi rồi. Tại sao phải cúng dường Phật? Vì Phật đầy đủ công đức, phước huệ đầy đủ viên mãn, là bậc ứng cúng của trời người, vì công đức của Ngài trí cao vô thượng. Khi chúng ta cúng dường Phật, phải dùng tâm trí thành nhất và phẩm vật thủ thắng nhất, vui mừng cung kính cúng dường Phật. Vô lượng số các thiền nữ đó phát ra lời lẽ hay đẹp ở trên để tán thán khen ngợi chư Phật Bồ Tát. Tất cả cung kính vui tràn đầy, chiêm ngưỡng Như Lai đứng yên lặng. Lúc đó đại sĩ Giải Thoát Nguyệt lại thỉnh Vô Ý Kim Cang Tạng, các tướng hạnh trong địa thứ 5 xin Đại Bồ Tát hãy tuyên nói. Các chư thiền ở trong pháp hội và các Đại Bồ Tát cùng nhau dùng tâm cung kính nhất, tràn đầy tâm pháp hỷ, đảnh lễ chiêm ngưỡng Đức Phật. Đức Phật hiện ra quang minh từ bi, yên lặng ngồi ở tại đạo tràng như bất động. Lúc đó, Đại Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại thỉnh vị Đại Bồ Tát Kim Cang Tràng đầy đủ 4 vô sở ý. Vì đại chúng tiếp tục diễn nói tất cả tướng trạng và quá trình tiến hành tu địa thứ 5. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt rằng: Phật tử, Đại Bồ Tát địa thứ 4 tu hành thiện đạo viên mãn rồi, muốn vào địa thứ 5 nan thắng địa, phải nhờ 10 thứ tâm thanh tịnh bình đẳng. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng liền bảo Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt: Các vị đại đệ tử của Phật Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, ở tại Diệm Huệ địa tu hành Bồ Tát đạo, làm các nghiệp lành viên mãn rồi, muốn tiếp tục tiến vào địa thứ 5 quả vị nan thắng địa thì phải tu chứng 10 thứ tâm trí huệ thanh tịnh bình đẳng mới có thể tiến vào. Những gì là 10? Đó là tâm bình đẳng thanh tịnh đối với Phật Pháp trong quá khứ, tâm bình đẳng thanh tịnh đối với Phật Pháp vị lai, tâm bình đẳng thanh tịnh đối với Phật Pháp hiện tại, tâm bình đẳng thanh tịnh đối với giới, tâm bình đẳng thanh tịnh đối với tâm, tâm bình đẳng thanh tịnh trừ thấy nghi hối, tâm bình đẳng thanh tịnh nơi trí đạo phi đạo, tâm bình đẳng thanh tịnh tu hành trí huệ kiến giải, tâm bình đẳng thanh tịnh quan sát tất cả pháp Bồ Đề phần, tâm bình đẳng thanh tịnh giáo hóa tất cả chúng sinh. Những gì là 10? Đó là: 1. Đối với Pháp Chư Phật nói trong quá khứ phải dùng tâm bình đẳng, không có sự ô nhiễm, không phân biệt để tu trì. 2. Đối với Pháp Chư Phật vị lai sẽ nói cũng phải dùng tâm bình đẳng, không ô nhiễm, trí huệ không có sự phân biệt và sự thanh tịnh để học tập. 3. Đối với Pháp Chư Phật hiện tại nói cũng phải dùng tâm bình đẳng, không phân biệt và thanh tịnh không ô nhiễm để học tập tu hành. Đối với Pháp Ba Đời Chư Phật nói đều dùng tâm bình đẳng, không phân biệt và để tu học. 4. Trì giới bình đẳng, tức là mình nguyện thay thế tất cả chúng sinh không trì giới, giữ giới thanh tịnh, đem công đức trì giới bình đẳng hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, không sinh tâm phân biệt thân sơ thường ghét. 5. Tâm Bồ Tát đối với chúng sinh như nhau, cho nên những gì mình không muốn đừng bố thí cho người khác, những gì mình không hoan hỉ đừng bao giờ cho người khác, còn những gì mình muốn nên bố thí cho người khác. Tâm của Ngài có thể bao hàm tất cả vạn vật trong hư không, rộng lớn vô lượng vô biên, trụ khắp hàng hà sa số thế giới, chẳng có chút sai biệt nào. 6. Thấy hoặc là một thứ nghiệp chướng có thể chướng đạo, do đó người tu đạo nhiều không biết bao nhiêu, mà người thành đạo rất ít, vì bị thấy hoặc chướng ngại. Nếu trừ diệt được tà kiến che đậy và tâm hoài nghi hối hận, dùng tâm bình đẳng thanh tịnh để tu hành nghiệp lành thì nhất định sẽ thành đạo. Giả sử có người bố thí rồi lại hối hận, cảm thấy bố thí thay người khác mình sẽ thiếu ăn, đó là sự suy nghĩ sai lầm. Vì bố thí cho người cũng giống như bố thí cho chính mình, công đức không mất đi. 7. Người tu hành phải minh bạch gì là chánh đạo, gì là tà đạo, phải tu hành theo chánh đạo, xa lìa tà đạo, phải có tâm trí huệ chọn pháp, y pháp mà không y người, phải dùng tâm bình đẳng thanh tịnh không nhiễm để học tập tu hành. 8. Bồ Tát phải tài bồi học rộng hiểu nhiều, suy ngẫm tường tận, đắc được trí huệ rồi sẽ có chánh trì chánh kiến, sẽ y giáo phụng hành, dùng tâm bình đẳng thanh tịnh tu hành. 9. Đối với tất cả thánh pháp giác đạo, tức là pháp Bồ Đề phần, dùng trí huệ tối thượng quán sát kỹ càng, dùng tâm bình đẳng thanh tịnh để thâm nhập, để tìm tòi. 10. Giáo hóa hết thảy chúng sinh cũng phải dùng tâm bình đẳng, không phân biệt và trí huệ thanh tịnh, không ô nhiễm. Các vị thiện tín đến đây nghe Pháp, các vị cũng phải dùng 10 thứ tâm này để nghe Pháp, để học tu Pháp môn xuất thế mới có thể chứng được quả vị. Đại Bồ Tát dùng 10 thứ tâm bình đẳng thanh tịnh này vào được địa thứ 5 của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ địa thứ 5 này rồi, do khéo tu Pháp Bồ Đề phần, do khéo thanh tịnh thâm tâm, lại do cầu đạo vô thượng thủ thắng, do tùy thuận chân như, do nguyện lực gia trì, do từ bi thương xót không bỏ tất cả chúng sinh, do tích tập phước trí trợ đạo, do tinh tấn siêng năng tu tập không ngừng, do sinh ra phương tiện khéo léo, do quan sát chiếu sáng các bậc trên, do được Như Lai hộ niệm, do niệm trí lực gia trì nên được tâm không thối chuyển. Đại Bồ Tát dùng 10 thứ tâm bình đẳng thanh tịnh ở trên, tu hành tiến vào quả vị địa thứ 5 rồi, nan thắng địa. Vị Đại Bồ Tát này sau khi tiến vào địa thứ 5 rồi, do một, ngài khéo biết tu học phương pháp Bồ Đề Giác Phần, hai, biết thanh tịnh tâm Bồ Đề của mình, ba, càng biết tiếp tục cầu Phật đạo vô thượng thủ thắng, bốn, cũng biết được tùy thuận chân tâm lý thể, dùng tâm bình đẳng thanh tịnh để tu hành. Đó là nương vào nguyện lực đã phát ra trong quá khứ để trì trì. Năm, đối với bất cứ chúng sinh nào cũng đều biết dùng từ bi hỷ xả bốn tầm vô lượng bình đẳng thương xót họ. Sáu, biết tích tụ phước đức trí huệ để trợ giúp tu đạo. Bảy, lại biết phải chuyên cần tinh tấn tu học Phật đạo không có lúc nào ngừng nghỉ. Tám, biết tu hành Bồ Tát đạo mới có thể đắc được pháp môn phương tiện khéo léo. Chín, lại biết phải quan sát chiếu rõ kỹ càng, có thể minh bạch được pháp môn tu hành của các địa và quả vị ở trên. 10. Lại biết chân chánh như pháp tu hành, có thể đắc được chư Phật thường đến hộ niệm. 11. Biết vận dụng sức lực để duy trì, luôn luôn tinh tấn tu hành, không sinh nhàm mỏi. Do đó Bồ Tát biết những nhân tố ở trên, cho nên ngài dũng mãnh, tinh tấn, không thối chuyển, không giải đãi, không mất tâm, chuyên chú một lòng tu hành. Phật tử Đại Bồ Tát này biết như thật. Đây là khổ thánh đế, đây là khổ tập thánh đế, đây là khổ diệt thánh đế, đây là khổ diệt đạo thánh đế. Khéo biết tục đế, khéo biết đệ nhất nghĩa đế, khéo biết tướng đế, khéo biết sai biệt đế, khéo biết thành lập đế, khéo biết sự đế, khéo biết sinh đế, khéo biết tận vô sinh đế, khéo biết nhập đạo trì đế, khéo biết tất cả Bồ Tát địa thứ lớp thành tựu đế, cho đến khéo biết Như Lai trí thành tựu đế. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này ngài minh bạch chân thật, minh bạch bốn thánh đế, tức là bốn đạo lý chân thật mà Đức Phật đã nói. Thứ nhất, ngài biết đạo lý khổ, nghĩ muốn đừng thọ khổ thì phải dứt trừ tất cả phiền não, cầu vui tịch diệt chân thật. Học tu đạo trước hết phải biết khổ thì phải đoạn tập, kế tiếp mộ diệt phiền não thì phải tu đạo. Đây là bốn bước tu hành bốn thánh đế. Khổ của con người có nhiều vô lượng vô biên, nói chung có 3 thứ khổ, 8 thứ khổ và vô lượng thứ khổ. 3 thứ khổ, khổ khổ, không nhà, không quần áo, không chỗ ở, bần cùng khốn khổ. Đây là sự khổ nhất trong các thứ khổ. B, hoại khổ, ví như người này vốn giàu có, sung sướng, hưởng thụ bất tận, nhưng bỗng nhiên gặp tai nạn hoặc tán gia bại sản hoặc thân thuộc, ly tán, sống chết không biết như ở Trung Quốc. Thời biến loạn, chính mắt tôi thấy nhiều người bị thứ hoại khổ này, nhiều không biết bao nhiêu mà nói. Bần cùng là khổ khổ, giàu có là hoại khổ. C, hành khổ. Thứ khổ này đa số mọi người đều không ai tránh khỏi. Tuy nhiên chẳng có khổ khổ về bần cùng, cũng chẳng có hoại khổ về giàu có. Nhưng con người từ bé đến già niệm niệm trôi qua, niệm niệm không ngừng thọ khổ buôn ba lao lực. 8 thứ khổ là: một, sinh khổ. Con người khi lọt khỏi lòng mẹ liền khóc không ngừng. Tại sao? Vì nó đã biết con người sinh ra đời đều là khổ. Có một nguyên nhân khác, khi con người mới lọt lòng mẹ, thân thể thọ cái lạnh không khí bên ngoài, da thịt đau buốt, giống như ruột sống lột mai. 2, già khổ. Con người lớn lên rồi già, ngũ quan tứ chi đều già nua hết linh hoạt, mắt mở tai điếc, tay chân đau yếu, tinh thần hết minh mẫn. 3, bệnh khổ. Bất cứ già trẻ, giàu nghèo, nam nữ, ai ai cũng đều có bệnh. Không bệnh này cũng bệnh kia, không bệnh nặng cũng bệnh nhẹ, không một ai tránh khỏi. Bệnh thì khổ vô cùng, không thể nào diễn tả được. 4, chết khổ. Con người có sinh thì có chết, chết cũng nhiều thứ khác nhau. Chết và bệnh là bình đẳng nhất, giàu sang như ông vua, nghèo cũng như kẻ ăn mày, đều không tránh khỏi cái chết. Thống khổ về tử biệt thê thảm đến cực điểm. Khi con người sắp chết, nhục thể thống khổ vô cùng, giống như bỏ sống lột da. 5, ái biệt ly khổ. Con người đều xa bỏ không được người và đồ vật mà mình yêu thích. Một khi phải phân ly thì tâm tình thống khổ cũng khó chịu được. 6, oán táng hội khổ. Tình hình này ngược với ái biệt ly. Bạn không thích người này mà đi đâu cũng gặp, cũng khó chịu vô cùng. Đó cũng là một thứ khổ. 7. Cầu bất đắc khổ. Nghĩa là bạn muốn có được, bạn ưa thích mà không được như ý, cũng là khổ. 8. Ngũ ấm xí thạnh khổ. Ngũ ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức. Năm ấm này chi phối con người làm cho điên đảo. Lúc khóc, lúc cười, lúc buồn, lúc vui, không được thanh tịnh, không được bình an. Đó tức là bị năm ấm chi phối. Khổ giống như lửa thiêu đốt. Ở trên là sự thật về những sự khổ, cùng với đạo lý thọ khổ mà chúng sinh thường hay gặp. Khổ tập thánh đế, tức là tất cả khổ tập tụ tập lại với nhau, trở thành phiền não vô hạn. Vì khổ cho nên phải tìm phương pháp diệt khổ. Nhưng trước hết phải minh bạch nguyên nhân sự khổ, sau đó tìm phương pháp giải cứu, tức là tu đạo. Chỉ có tu đạo mới là đạo lý diệt khổ thù thắng nhất. Đồng thời Bồ Tát này không những cũng phải biết đạo lý của thế tục, cũng phải biết đạo lý thế gian đệ nhất đẳng, tức là pháp xuất thế. Phải minh bạch đạo lý tất cả tướng trạng của mọi sự vật. Phải biết đạo lý đủ thứ sự vật sai biệt khác nhau. Cũng phải hiểu rõ đạo lý tất cả sự vật sinh khởi. Càng phải hiểu đạo lý tất cả sự vật chết diệt. Phải giác ngộ đạo lý, vận dụng trí huệ tu học Phật đạo. Phải biết rõ quá trình tu học thập địa Bồ Tát đạo của Bồ Tát tu hành là làm thế nào để tuần tự tiến vào để thành tựu quả vị. Càng phải biết phải có trí huệ của Phật mới có thể thành tựu quả vị như Phật. Vì Bồ Tát này tùy tâm ưa thích của chúng sinh khiến cho họ hoan hỉ, nên biết tục đế. Vì thông đạt một thật tướng nên biết đệ nhất nghĩa đế. Vì giác ngộ pháp tự tướng cộng tướng nên biết tướng đế. Vì biết rõ các pháp nhân vị sai biệt nên biết sai biệt đế. Vì khéo phân biệt uẩn giới xứ nên biết thành lập đế. Vì giác ngộ thân tâm khổ não nên biết sự đế. Vì giác ngộ các cõi sinh tương tục nên biết sinh đế. Vì tất cả nhiệt não rốt ráo rỉa nên biết hết vô sinh trí đế. Vì sinh ra không hai nên biết nhập đạo trí đế. Vì tránh giác tất cả hạnh tướng nên khéo biết tất cả Bồ Tát địa. Thứ lớp tiếp tục thành tựu cho đến Như Lai trí thành tựu đế. Dùng trí lực tin hiểu mà biết, chứ chẳng phải dùng rốt ráo trí lực mà biết được. Vị Bồ Tát này tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều sinh hoan hỉ. Vì Ngài hiểu được tâm lý của phạm phu tục tử, biết vận dụng pháp thế gian. Ngài minh bạch đạo lý thật tướng cho nên thông đạt vô ngại với pháp thế gian. Nghĩa là thân ở trong pháp thế gian mà có thể tu pháp xuất thế gian. Lục Tổ Huệ Năng đã từng nói, Phật Pháp tại thế gian không lìa thế gian giác, lìa thế cầu Bồ Đề, ví như tìm sừng thỏ, tức là đạo lý này. Bồ Tát lại biết đạo lý không tối thắng đệ nhất nghĩa, giác ngộ được đạo lý pháp tự tướng là tục và cộng tướng là thật, lại biết đạo lý tu các pháp chứng được quả vị, có sự sai biệt khác nhau, lại minh bạch được đạo lý 5 uẩn, 18 giới, 12 xứ thành lập, đều do nhân duyên mà thành tựu chẳng có tự tánh, lại giác ngộ đạo lý sở dĩ thân tâm khổ não là do không minh bạch tất cả sự việc mà làm việc điên đảo, lại giác ngộ đạo lý đến tất cả các cõi, nguyên nhân nào tương tục không dứt, nhờ đó mà biết sanh, lại biết tất cả phiền não vốn là không, nhờ tu hành mà được trí huệ, có thể thấu rõ đạo lý không sinh không diệt, tức là đã biết sinh là nhân của tập, vô sinh tức là thật chứng của diệt, điện thoát khỏi sinh tử, không sinh hai hạnh. Bồ Tát biết rõ đạo lý tập là nhân của khổ, bèn thâm nhập tu đạo cầu chứng diệt, lại biết rõ tất cả hình tướng tu hành, lại biết thứ lớp và từng bước tu Bồ Tát hạnh, liên tục thành tựu quả giác cho đến biết đạo lý trí huệ Như Lai thành tựu như thế nào. Trí huệ của Bồ Tát này là do tín tâm và sức hiểu biết tu đắc được hậu đắc trí, chứ chẳng phải nương vào trí huệ chân chánh bổn nhiên căn bản trí mà đắc được. Phật tử Đại Bồ Tát này đắc được các đế trí như vậy rồi, biết như thật tất cả pháp hữu vi hư vọng trá ngụy, lừa dối mê hoặc phàm phu ngu si. Bồ Tát Kim Cang Tạng này gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Đại Bồ Tát này đắc được những đạo lý tối thượng này rồi, thành tựu đại trí huệ vô thượng, chân chánh thấu hiểu tất cả pháp hữu vi đều là hư vọng không thật, chỉ có thể mê hoặc những chúng sinh ngu si không có trí huệ. Bấy giờ Bồ Tát tăng thêm đại bi, sinh đại từ quang minh đối với các chúng sinh. Công phu tu hành của Bồ Tát địa thứ 5 tiến bộ hơn nhiều so với ở trước. Đối với việc cứu độ chúng sinh, biết vận dụng trí huệ phương tiện khéo léo, tăng thêm tâm đại bi, tâm thương xót, cũng phân đồng với chư Phật. Phật tử Đại Bồ Tát này được trí lực như vậy, chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh, thường cầu trí huệ của Phật, quán tất cả hạnh hữu vi tiền tế hậu tế như thật, biết từ vô minh tiền tế, hữu ái nên sinh, sinh tử lưu truyền ở trong nhà các uẩn không thể thoát ra, tăng trưởng nhiều sự khổ tụ tập. Bồ Tát Kim Cang Tăng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Đại Bồ Tát này tu địa thứ 5, đạt được đủ thứ sức trí huệ, không xả bỏ chúng sinh thọ khổ. Ngài nỗ lực tinh tấn trên cầu trí huệ của Phật, dưới độ tất cả chúng sinh. Ngài quan sát kỹ càng, suy ngẫm tất cả pháp hữu vi trên thế gian, tại sao nó liên tục tiền tế, quá khứ và hậu tế vị lai không ngừng, nhân tố của nó là gì? Bồ Tát đắc được câu trả lời, biết là do vô minh tiền tế, quá khứ, hữu chủng tử của ái mà sinh ra tất cả khổ đau vị lai. Những chủng tử đó khiến cho chúng sinh lưu truyền sinh tử trong 6 nẻo, đời đời kiếp kiếp ở trong ngục tù 5 uẩn không thoát ra được, khổ não thiêu đốt, ngày đêm tăng trưởng, các khổ tích tụ nơi thân tâm. Không cái ta, không kẻ thọ, không kẻ dưỡng dục, càng không kẻ thủ lấy số thân đời sau. Liền cái ta của ta như quá khứ vị lai cũng như vậy, đều không chỗ có, hư vọng tham trước, dứt sạch thoát khỏi, hoặc có hoặc không, đều biết như thật. Bồ Tát quan sát suy ngẫm rồi, biết vốn chẳng có cái ta, cũng chẳng có kẻ thọ, chẳng có kẻ dưỡng dục, càng không thể lưu truyền không ngừng, sinh sinh không dứt ở trong 6 nẻo, chỉ có lìa khỏi chủ quan về cái ngã và sự chấp trước về của ta thì mới có thể dứt quả khổ sinh tử. Thời quá khứ như vậy, vị lai cũng như vậy, đều là không, đều là giả. Chỉ vì con người tham cái không, cái giả, hư vọng không thật tại, nếu bạn dứt sạch hết tất cả phiền não hư vọng thì sẽ chứng được diệt, tức cũng là thoát khỏi thống khổ sinh tử của ba cõi, chứng được đạo. Đối với những cảnh giới hư vọng, hoặc có hoặc không, phàm phu chấp mê không ngộ, cho nên không biết không giác. Bồ Tát đã giác ngộ, cho nên Ngài minh bạch thật sự về đạo lý này. Phật tử Đại Bồ Tát này lại nghĩ như vậy, các phàm phu này ngu si không trí huệ, rất đáng thương xót, có vô số thân đã diệt, nay diệt và sẽ diệt, diệt hết như vậy mà không thể nghĩ nhàm chán về thân, lại càng tăng thêm biết bao việc khổ theo dòng sinh tử, không thể quay trở lại được, nơi nhà các uẩn không cầu thoát khỏi. Phật tử Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đại đệ tử của Phật. Vì Bồ Tát này tu đủ thứ Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành. Ngài lại nghĩ như vậy, phàm phu ngu si không minh bạch tất cả lý không, lại chẳng có trí huệ, không biết nhàm khổ, thật là đáng thương xót. Họ đã trải qua vô lượng số lần sinh tử huyễn diệt, đời quá khứ diệt rồi, đời hiện tại cũng phải diệt, đời tương lai cũng sẽ diệt, sinh rồi chết như vậy, chết rồi sinh như vậy, rất khổ mà không biết, khổ nhiều mà không rõ, lưu chuyển như vậy, cuối cùng diệt hết. Xong họ đối diện với sinh tử như thống khổ nơi thân tâm mà chẳng thấu hiểu, sinh từ tưởng nhàm chán. Một đời so với một đời càng tăng thêm vô minh, giống như người gỗ nương vào máy móc để di chuyển, không có thì không thể lay động, mắt mù bị động tạo ra nghiệp ác, trồng xuống nhân khổ thuận theo dòng nghiệp sinh tử, không thể nào quay trở về nguồn cội được, bị nhốt trong nhà 5 uẩn, không biết thoát khỏi nhà lửa. Không biết lo sợ 4 rắn độc lớn, không nhổ được mũi tên kiêu mạn kiến chấp, không diệt được lửa tham sân si, không phá tàn được vô minh đen tối, không cạn khô được biển lớn ái dục, không cầu đại thánh đạo sư mười lực mà nhập vào rừng rậm ma ý, ở trong biển sinh tử, bị sóng giác quán cuốn trôi nhận chìm. 4 đại đất nước gió lửa có sự độc ác giống như rắn độc, nhưng phàm phu cũng không biết lo buồn sợ hãi, càng không thể nghĩ phương pháp thoát khỏi. Tất cả tà trì tà kiến, cống các ngã mạn đều giống như mũi tên độc, luôn bắn vào thân tâm con người không ngừng, không thể nhổ được mũi tên độc ra, cũng chẳng có trí huệ diệt trừ được lửa độc tham sân si để được mát mẻ, cũng chẳng có phương pháp phá tàn vô minh đèn tối để thấy ánh sáng. Họ càng không thể làm khô cạn được biển lớn ái dục. Họ không biết cầu giác hạnh viên mãn, phước huệ đầy đủ của bậc đạo sư trời người để được giải thoát. Các phiền não kiết sử, sinh tử thống khổ như vậy đều là tri kiến của ma. Những việc làm của phàm phu đều ở trong tri kiến của ma, như tiến vào rừng sâu rồi không thấy được mặt trời lưu truyền tiên đạo, không có ngày thoát khỏi, ở trong biển lớn sinh tử, bị sóng giác quán cuốn trôi nhận chìm. Ý nghĩa đều là tà tri tà kiến dẫn đến nhân khổ, như sóng lớn trong biển cuốn trôi nhận chìm con người cho đến chết, cũng chẳng cách chi cứu được. Phật tử Đại Bồ Tát này lại nghĩ như vậy, chúng sinh này thọ khổ như vậy, vô cùng khốn đốn, không ai cứu, không chỗ nương, không đất, không nhà, không mắt, không người dẫn dắt, vô minh che đậy, ràng buộc trong đen tối. Nay tội vì tất cả chúng sinh đó mà tu hành pháp phước trí trợ đạo, độc nhất phát tâm, không cầu bạn bè, đem công đức này khiến cho các chúng sinh rốt ráo được thanh tịnh, cho đến đắc được 10 lực trí huệ vô ngại. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ căn lành. Lại nghĩ như vậy, những chúng sinh này thọ những phiền não thống khổ như ở trên đã nói, giống như con cái chẳng có cha mẹ, cô độc không chỗ nương tựa, lại giống như người lang thang tứ xứ, tứ cố vô thần, lại giống như gánh nặng đi đường xa, khát vọng có người đến thay thế họ nhưng không thể được. Suốt đời thọ sự ràng buộc, bệnh già, uy hiếp, bị nghiệp hoặc quấy rối, hy vọng có người thiện đến cứu cũng tìm chẳng được, muốn tìm chỗ để nương nhờ cũng tìm không được, chẳng có chỗ an toàn, tức chẳng có nhà cửa để che gió, che mưa, cũng chẳng có vị thiện tri trước mắt sáng suốt để lãnh đạo họ, giống như kẻ mù không có mắt, vô minh xài xử phiền não trùng trùng, bốn phía khách trần nhiễu loạn, tà niệm dấy lên, giống như con mắt sinh ra màng, che lấp chẳng nhìn thấy được gì, không nghe đường tránh pháp, giống như bị nhốt trong chỗ đen tối, bị phiền não trói buộc. Bồ Tát lại nghĩ, tôi phải vì những chúng sinh này tu tập phước huệ, cầu pháp môn trí huệ thù thắng và cầu trợ giúp tu đạo. Tôi tự một mình phát tâm, không cầu người khác trợ giúp, ngoài ra cũng chẳng tìm bạn bè đồng tu. Dùng những công đức đó khiến cho chúng sinh đắc được an vui và niết bàn Bồ Đề, còn khiến cho họ đắc được 10 lực giống như Đức Phật, nghĩa là đầy đủ 10 thứ trí lực và công dụng, cùng với 4 trí huệ vô ngại như Phật và Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát dùng trí huệ quan sát căn lành tu tập như vậy, đều vì cứu hộ tất cả chúng sinh, lợi ích tất cả chúng sinh, an lạc tất cả chúng sinh, thương xót tất cả chúng sinh, thành tựu tất cả chúng sinh, giải thoát tất cả chúng sinh, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các khổ não, khiến cho tất cả chúng sinh khắp được thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được điều phục, khiến cho tất cả chúng sinh vào bát niết bàn. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Đại Bồ Tát này tu Bồ Tát hạnh, tích tập đủ thứ căn lành, Ngài dùng đủ thứ trí huệ như đã nói.